Mình Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm canh tí. Ngày này là ngày canh tuất tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày canh tuất tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi giáp thìn, mậu thìn, ngày thuộc hành kim khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành họa cục, xung với thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vãng vong hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang cảm thấy bất an khi mà những cố gắng và nỗ lực của mình để hàn gắn tình cảm nửa đôi đều không được như ý muốn và ngày này đối với bạn tuổi Tý bạn đang gặp ngày thủy thổ xung khắc cái điều này khiến cho đối phương sinh lòng hiểu lầm nghi kỵ sâu sắc bạn mệnh tuổi Tý cần phải làm rõ những mối quan hệ xã giao xung quanh mình và khiến cho người ấy in lòng, không lo lắng thái có nữa. Sợ được sợ mất, tình cảm lúc nào cũng như là người đứng trên tảng băng mỏng vậy. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy bất an khi mà những người độc thân xung quanh mình rồi cũng dần có được người yêu, sớm đi đến quyết định đám cưới hạnh phúc, bạn cũng muốn có người ở bên như vậy, nhưng lại chưa tìm được người phù hợp với mình vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình cảm không được như ý dễ nảy sinh bất đồng tử vi tuổi bính tý thuộc thủy khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình tử vi tuổi mậu tý thuộc họ có thể cần phải đến sự trợ giúp của gia đình người thân tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đừng quá căng thẳng và tự tạo thêm áp lực cho mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người mình yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu trong ngày này bạn ở trong lòng đang cảm thấy bối rối vì lời tỏa tình bất ngờ có thể bạn sẽ không thích việc đối phương chưa biết mình mà đã đẩy mình vào thế khó xử và quyết định bạn từ chối tình cảm của đối phương. Ngày này đối với bà tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày Sửu Tuất tương hình, cái điều này cho thấy với bà tuổi Sửu cần có cảm giác an toàn thì mới chịu được ở bên ai đó lâu dài. Sự đường đột chỉ càng khiến cho bạn mệnh chạy trốn và bạn thích những gì yên bình chứ không thích sự cháy bỏng bất ngờ. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì dường như khoảng cách giữa hai người đang càng ngày càng lớn hơn khi mà đôi bên không thể sắp xếp được thời gian để dành cho nhau. Và cuối năm rồi, ai cũng bận rộn hết việc này tới việc khác bị cuốn bạn đi và với bạn tuổi xỉu, bạn xem có gì cần phải thay đổi không bạn tuổi xỉu nhé. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, công việc bận rộn khiến cho tình cảm xa cách, từ vi tuổi đinh Sửu thuộc Thủy, dễ chạy trốn tình yêu vì cảm thấy bất an trong lòng. Từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, cần phải dành thêm nhiều thời gian cho gia đình. Từ vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, có vấn đề cần phải chia sẻ, giải bày. Từ vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, hãy cố gắng vì tương lai tươi đẹp hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cho nên với bạn tuổi dần đang có được những điều mình mong muốn trong tình yêu và với bạn tuổi dần trong ngày này dễ tìm được người có chung sở thích chung chí hướng với mình. May thay, người đó cũng rung động trước bạn nữa. Ngày này, bạn mạnh tuổi dần dành nhiều thời gian cho công việc, nhưng vẫn không quên sắp xếp thời gian để được ở bên người thân, gia đình. May mắn, không chỉ dừng trong chuyện tình cảm lứa đôi với bạn tuổi dần, mà còn xuất hiện ở cả gia đình của bạn nữa và với bà tuổi dần tượng chừng như là ghê gớm nhưng lại rất dịu dàng bên người mình yêu thương bạn có thể dành cho đối phương những điều lãng mạn ngọt ngào như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy tình cảm thăng hoa rực rỡ sau nhiều biến cố từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa dễ dàng tìm được nhân duyên thích hợp với mình từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ có thể sẽ cần phải dành thêm thời gian cho gia đình tử vi tuổi canh dần thuộc mộc quan tâm chăm sóc hết lòng cho người mình yêu Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này sẽ không còn phải buồn hay là tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Bởi ngày này với ba tuổi mão, bạn đang gặp được quý nhân lục hợp đã đến bên cạnh và mang về niềm vui trong đáy mắt của bạn rồi. Những nỗi buồn trong quá khứ dần trôi xa. Hiện tại bạn đã có được hạnh phúc mà mình mong muốn và với bạn tuổi mão, bạn không thực sự quên những điều đã xảy ra với mình. Nhưng bạn đã dành nhiều chỗ cho tâm trí hơn, cho hiện tại và hạnh phúc lúc này. Đối với những bạn đang còn độc thân thì trong ngày này có thể sẽ được giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ mang lại bao nhiêu cảm xúc và bạn tuổi mão có thể sẽ thấy mình trở thành người khác khi có được tình yêu ngập tràn trong tim. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, tình yêu đến bất ngờ ngoài dự kín. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, gia đạo an yên, mọi người quan tâm, yêu thương nhau. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ, cần biết quên đi những gì không vui. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc, đừng niếm đá quá khứ mà hãy quay đó như là bài học với mình. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, những chuyện đã trải qua đều có lý do của nó. Về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn có lẽ đã đến lúc mà bạn phải đối mặt với hiện thực. Ngày này đối với bà tuổi thìn, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tương xung. Cái điều này cho thấy mọi chuyện đã diễn tín theo chiều hướng xấu đi. Và bà tuổi thìn không thể mãi tự lừa dối mình, lừa dối người mãi mà bạn cần phải nhìn thẳng vào sự thật nữa đi. Sự lừa dối không thể mãi tồn tại trong tình yêu dù cho đó là lời nói dối vô hại thì biết đâu một ngày mà đối phương biết được sự thật thì sẽ thấy ái náy vì để cho bạn phải gánh chịu sức nặng của sự thật quá lâu. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, ngày này bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh và hôm nay tài lộc cực kỳ là vượng. Nhờ thế mà bạn tuổi thìn nhận được nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bán mệnh tất bật đốn khách, lợi nhuận tăng lên gấp bội phần với bạn. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ, trong ngày này bạn kiếm tiền nhiều như hái. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, tình cảm không như mong muốn, dễ dẫn đến bi kịch. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, cần nhìn thẳng vào sự thực thay vì trốn tránh. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, có nhiều vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên dành thêm thời gian để kiếm tiền. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có tỷ kim nhập cục cho nên với bạn tuổi tỵ vẫn có được tài lộc về tay nếu như bạn biết chủ động để nắm bắt thời cơ và với bạn tuổi tỵ bạn đừng có e ngại trước những rủi ro có thể gặp phải và bạn cần phải biết cách thông minh để hạn chế những rủi ro đến với mình. Trong ngày này, với bà tụ tỵ, trước khi làm bất cứ việc gì thì bạn cần phải xem xét, tính toán cho thật kỹ càng. Nếu như bạn không chịu tự mình làm mà cứ dựa vào những người khác thì sớm muộn gì cũng mắc phải sai lầm, không phải là do mình thì bị lừa gạt. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họ sinh xuất cho thổ, mặc cho những cố gắng hy sinh của bạn cho gia đình, nhưng người ấy dường như chẳng hài lòng về bạn. Bạn nỗ lực hết mình trong ngày này để kiếm tiền cũng bị chỉ trách, trách móc không dành thời gian cho gia đình. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họa tiền bạc có thể về tay nhờ sự chủ động và quyết đoán. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, đừng quá lo lắng nếu không thành công ngay lần đầu. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, có nhiều vấn đề nên cùng nhau bàn bạc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, đừng tự ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, bạn có thể gặp rắc rối nếu không chịu chia sẻ. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang gặp ngày hung cát đan xiên và bạn tuổi ngọ đang có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn ngày này bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất chia chở cho nên gia đạo của bạn đang có được sự an in không có nhiều vấn đề cần phải lo lắng vợ chồng con cái có được sự thấu hiểu cho nhau có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng chỉ cần có người thân ở bên cổ vũ, động viên là những nỗi buồn đau nào cũng sẽ qua nhanh, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi ngọ, bà lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ ảnh hưởng khá chi là nhiều tới tài vận của bạn tử ngọ trong ngày hôm nay và nhất là khi bà tử ngọ không kiểm soát được thói quen chi tiêu của mình, mua sắm quá đà, rất dễ mất tiền bạc không đáng. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, dễ mất tiền hao của, không cần thiết. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm gia đình nồng nàn, thám thít. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, đào hoa trợ vận, có nhiều may mắn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, dễ rơi vào cảnh, túng thiếu về tiền bạc. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần kiềm chế ham muốn mua sắm bất thường và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang cảm thấy bất mãn khi mà bao nhiêu công sức mà mình đã bỏ ra không được ghi nhận. Người ấy chỉ thấy những sai sốt mà bạn mắc phải, rồi hết lần này, tới lần khác, ngay đến, chỉ chít bạn. Ngày này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi, cho nên với bà tuổi mùi đã hối lỗi hết mức có thể mà vẫn không nhận được sự tha thứ tình cảm cũng bắt đầu rạn nứt từ đó đôi bên không dành thời gian nói chuyện với nhau nữa Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi đang có điểm báo, sức khỏe của bạn có vấn đề. Mắc các bệnh về đường tiêu hóa, suy nghĩ căng thẳng kéo dài, có thể khiến cho bản mệnh bị bệnh dạ dày trở nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim cần hiểu chính bản thân mình cần gì. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình cảm không thể gượng ép hãy chấp nhận. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nếu cảm thấy mệt mỏi quá mức bạn luôn có thể chọn con đường khác. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, đừng tự nhốt mình trong căn phòng tối. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, chẳng ai có lợi hoàn toàn. Hãy học cách bao dung hơn. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ phi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang có được báo hiệu bạn sẽ gặp được quý nhân tam hội dẫn đường chỉ lối cho bạn tìm thấy được tình yêu thuộc về riêng mình niềm vui dường như được nhân lô đôi lên gấp bội khi mà người ấy cũng rung động trước tình cảm của bạn và may mắn trong ngày hôm nay đối với bà tuổi thân không chỉ riêng về phương diện tình cảm mà bạn đang còn được trao thêm chua cơ hội để làm ăn phát tài phát lộc thiên tài trợ mệnh cho nên trong ngày này đối với bạn tuổi thân cái nguồn tài lộc ùn ùn kéo về nhà không kể trong ngày này đối với những bạn làm nghề tay trái kiếm tiền được vô kể bạn mệnh biết cách để khai thác hết mọi tiềm năng của mình mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn thậm chí còn được hưởng lợi nhiều hơn nữa vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình yêu giận lối cho những trái tim yêu tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa biết cách kiếm tiền nhanh chóng bằng năng lực của mình tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có thể hoàn toàn nắm giữ được tình hình tử vi tuổi canh thân thuộc mộc cần phải phát huy hơn nữa khả năng kiếm tiền của mình về tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đừng để mình phải hối hận về sau này về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang gặp ngày Tuất Dậu tương hại cho nên bạn đang có điểm báo có những mâu thuẫn trong tình cảm gia đình khiến cho các thành viên trong gia đình không thực sự gắn bó với nhau và cái điều này làm cho tin tức không được truyền đạt kịp thời đúng như mong muốn với bạn tuổi dậu có thể bạn sẽ thấy hối hận khi biết rằng mình đã bỏ lỡ những gì khi mà mình không kịp thời gian an ủi động viên người ấy khi đối phương cảm thấy mệt mỏi suy sụp mà người ấy rất cần đến bạn trong lúc này bên cạnh đó trong cái vận tình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dậu bạn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cái điều này đảm bảo cho bạn tuổi dậu đang có được nguồn thu nhập ổn định cho nên bớt đi nỗi lo lắng về tiền bạc. Và bạn tự dậu, bạn hoàn toàn có thể chi tiêu theo ý muốn của mình mà không cần phải cân đua đong đếm quá nhiều. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tài chính được vững vàng, không lo túng thiếu. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, hối hận muộn màng, cũng chẳng lại được thời gian tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tình cảm gia đình phôi phai rạn nứt tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tiền bạc không phải lo lắng nhiều tử vi tuổi quý dậu thuộc kim có thể thoải mái chi tiêu theo ý của mình phải đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1, số 7, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuốt, thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi tuất sẽ có được cơ may về tài lộc cực lớn trong ngày hôm nay với bạn tuổi tuất bao nhiêu may mắn về tiền bạc dường như đều dành hết về cho mình và bạn mệnh có thể kiếm được số tiền không thể tin được nữa hôm nay với bản mệnh tuổi Tuất sẽ khá bận rộn với công việc kiếm tiền, công việc kinh doanh tín trị rất chi là tốt nên khách hàng nườm nượp ra vào, có được thu nhập khá tốt so với bình thường, tiền bạc nhiều không kệ xít. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất đang có dấu hiệu cần phải hiểu bản thân mình hơn bởi sức khỏe của bạn đang có vấn đề báo động. Ăn uống kém ngon miệng với bạn tuổi tuất đang cảm thấy mệt mỏi, suy yếu, dễ mắc các bệnh tật. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa sức khỏe yếu kém, tiêu hóa có vấn đề. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ kiếm tiền nhiều vô kể. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc kinh doanh buôn bán phát đạt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, dễ bùa bữa vì công việc bận rộn, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên yêu quý bản thân mình nhiều hơn. và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này, bạn đang cảm thấy rất mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải đi xử lý những rắc rối mà tiểu nhân thiên quan gây ra cho bạn. Mình chẳng làm gì nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả do người khác gây ra. Với bà tuổi hợi, bạn trong ngày này còn có nguy cơ tan vỡ về tình cảm do kẻ tiểu nhân khiến cho người ấy hiểu lầm tình cảm của bạn và bạn cần phải rạch ròi mọi thứ chứ đừng có để cho mình bị lợi dụng mà phải chịu thiệt hoài ấm ức. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Cái điều này cho thấy người ấy đã cho bạn nhiều cơ hội để giải thích rõ ràng, nhưng với bà tuổi Hợi hoàn toàn phớt lơ và tự đại tình yêu của mình vào ngõ cụt, không có lối thoát chính là vì thế. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn, chưa được hóa giải. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tiểu nhân lợi dụng hết lần này tới lần khác. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, không có nhiều cơ hội để tăng thêm tình cảm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, bạn cần phải hiểu chính mình muốn gì. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, đừng để cho bản thân mình phải chịu thiệt hoài và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại